Channel của cô ấy đã đạt khoảng 500 anh em và yêu cầu cô ấy tiếp tục làm clip về DIY, tái chế quần áo cũ, và hiện tại thì lượt view, lượt sub và lượt like cũng chưa nhiều và chưa cao. Đây là một tình trạng đáng báo động và không biết cô ấy có tiếp tục làm hay không. Được không? Các bạn đang choáng đúng không? Không biết tại sao mà hôm nay Hà mở đầu giống như là một cô biên tập viên, MC hay một người dẫn chương trình trong một bản tin nào đấy. Thì thú thật với các bạn là sáng nay á, lúc mà Hà dậy để Hà tìm một cái ý tưởng mới cho tập DIY vào thứ sáu này, thì tự nhiên Hà nhìn thấy cái bộ trang phục này đây. Đây, một cái áo sơ mi bình thường và một cái chân váy chữ A màu đen. Đây là một cái bộ trang phục rất formal và Hà nghĩ là hầu như cô gái nào cũng có trong những cái buổi phỏng vấn nè, đi làm nè, đi học nè. Bao nhiêu cái ký ức tự nhiên nó hiện về luôn sau khi Hà nhìn thấy bộ đồ này, là cách đây 3 năm trong một lần mà Hà đi interview, Hà đi dự tuyển cho một cái cuộc thi của đài truyền hình. Thì lúc bấy giờ Hà mặc chính cái bộ trang phục này, bởi đó là lần đầu tiên Hà xuất hiện vai trò là một thí sinh đi thi một cuộc thi. Và thực sự là Hà không biết mặc gì cho nó đẹp, mà Hà nghĩ trong đầu là mình mặc cái gì lịch sự nhất. Thì cuối cùng kết quả là Hà bị rớt. Trời ơi, hình như là Hà nói chuyện hơi cứng nhắc, hơi học thuộc quá đúng không? Kiểu như là Hà mới tìm thấy cái bộ đồ này, bao nhiêu ký ức hồi xưa nó dồn về, cho nên là nói chuyện có vẻ hơi formal. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với một cô Hà hết sức là bình dị và gần gũi với mọi người đây. Thực ra thì cái bộ quần áo này cũng chính là nội dung chính của clip DIY của chúng ta ngày hôm nay á. Bởi vì Hà sẽ cắt may nó lại cho nó kiểu fashion hơn, nó không phải quá là nghiêm trang, chỉnh chu, rất là dài như thế này nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. Để không lấy nữa Hà nói, càng nói thì càng dài, càng dai, càng dài đó. Thôi thôi, vô. Ok, đầu tiên thì Hà sẽ show cho mọi người thấy cái chân váy trước nha. Bởi vì cái chân váy này thì cái dáng chữ A khá ôm vào body như thế này. Đây, mọi người thấy không ạ? Dường như là cái dáng váy này thì mọi người rất là dễ tìm thấy ở tất cả các cửa hàng. Nó có hai cái hộp nút ở đây. Đây, đó. Và ở đây thì nó có một cái lỗ để mà mình có thể ấy di nịch vào ấy. Đấy. Và hãy đúng sao sai cho các bạn coi ha. Đó, nó dài ngang gối như thế này. Rồi, trông Hạ cứ như là một cô thư ký hoặc là một cô lễ tân ấy ha. Đó, nó vòi thôi. Và tiếp theo đây thì Hạ sẽ cởi cái chân váy ra. Hạ nghĩ là mọi người sẽ bất ngờ lắm, bởi vì khi mà Hạ mặc chiếc áo sơ mi này, nó không đơn thuần là chiếc áo sơ mi mà nó chính là một chiếc đầm sơ mi. Có nghĩa là chiếc áo sơ mi này nó khá dài. Chà, Hạ đã quay trở lại rồi đây. Sau khi mà Hạ cởi cái chân váy ra thì Hạ sẽ thay thế nó vào một chiếc quần sát jean. Và như thế này đó. Nó mặc theo kiểu giống quần mà mọi người thấy không ạ? Đó. Đây, còn khá là xinh xắn. Ở ngay đây thì nó có một cái vạt tròn như thế này rất là dễ thương. Và Hà thường mặc thêm một cái quần short jean ở bên trong như thế này, theo style là giấu quần á. Hồi xưa Hà rất là thích cái phong cách này, kiểu mình sẽ cảm thấy hơi sexy và quen được cái đôi chân dài của mình hơn mà không ngại là nó lộ hàng. Cho nên Hà rất là thích. Cái cổ thì rất là đứng form nè, cái cầu vai cũng rất là vừa vặn. Hiếm khi nào Hà tìm thấy được một chiếc áo sơ mi mà có cái cầu vai nó vừa khít như thế này. Mặc dù nó là dáng oversize nha, nhưng mà nhìn nó vẫn có dáng, có form, nhìn rất đẹp. Và đó cũng chính là hai cái chi tiết mà các bạn cần lưu ý khi chọn một chiếc sơ mi đẹp, là ở phần cổ và phần cổ vai, các bạn nhớ nha. Và đối với cái áo sơ mi này Hạ không làm gì đâu, bởi vì nó hơi bị xinh rồi. Hạ chỉ đi ăn qua lại với cái đầm này thôi à. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Hello. Và việc đầu tiên là Hà sẽ mặc chiếc chân váy vào người bạn Há để suy nghĩ xem là mình sẽ làm gì trước cho hợp lý á. Và cuối cùng thì Hà quyết định cắt ngắn lên và dùng phấn vẽ phác thảo đằng sau. Còn về mặt trước á, thì chắc là Hà sẽ vẽ thành hai vòng cung từ một điểm ngay đùi để tạo thành một đực sẻ như thế này. Hà chỉ vẽ phác thảo thôi để mà mình dễ cắt sau đó. Giờ thì Hà sẽ đặt chiếc chân váy ngay ngắn xuống mặt phẳng và dùng thước kẻ đo đạc chính xác hơn để không bị so le hai bên hông á.
Xong rồi nè, giờ thì mình sẽ dùng kéo cắt nhé. À, mà vì chiếc chân váy này có hai lớp nên Hà sẽ quyết định là cắt bỏ lớp lót bên trong trước, rồi sau đó mới cắt theo đường phấn sau. Các bạn lưu ý là lúc cắt á, các bạn đừng cắt sát mà từ đường phấn cách khoảng 1cm để gấp vào. Sau đó thì bạn dùng kim cúc kim cố định để dễ may vào hơn. Giờ thì may tất cả vào thôi. Chà, xong rồi nè. Tuy nhiên thì Hạ thấy mấy cái hũng nút kết ngay chỗ cái thắt lưng không có duyên lắm, nên chắc là Hạ sẽ quyết định cắt ra và dùng kim chỉ kết thành hàng dọc từ chỗ cái đai xuống điểm xẻ luôn. Và cái bí quyết kết nút của Hạ là bạn nên kết ngay cái điểm xẻ trước và canh chỉnh hai đầu, để tiếp theo là kết cái chiếc ở giữa cho nó đều. Lúc mà Hạ cắt chiếc nút ra thì các bạn thấy là cái chỗ đai nó bị rời ra không? Cho nên là Hạ sẽ dùng kim chỉ kết lại. Vậy là xong rồi nè. Chia sẻ với các bạn cách DIY chiếc corset lấy cảm hứng từ chiếc nịt bụng mà Hạ quen miệng gọi nó là chiếc thắt lưng to bản. Đầu tiên thì Hạ sẽ lấy số đo chính xác và dùng chiếc quần jean lâu rồi không sử dụng để làm chất liệu may. Hạ lấy thước đo chính xác theo tỷ lệ là 1/2, có nghĩa là eo bạn 7cm thì 70cm chứ, thì bạn sẽ đo chiều dài là 35cm thôi ha. Sau đó Hạ sẽ tháo chỉ thành hai miếng rờ ra như thế này. Và theo nguyên tắc là cứ mặt sau luôn luôn lớn hơn mặt trước, nên Hạ sẽ đặt thân trước lên thân sau để mà cắt hai miếng sao cho bằng nhau á. Giờ thì bạn chắp đôi hai miếng như thế này để may lại nhé. Khi may xong thì bạn đo lại cho vừa eo mình không nha. Rồi hẳn lấy phấn đánh dấu 3 điểm để đóng cúc như Hạ nè. Và cái việc quan trọng tiếp theo là bạn phải chạy ra cửa hàng bán cái phụ liệu may mặc và bảo họ là đóng cho mình 6 chiếc cúc và mua một cái sợi dây ri băng lòng vào nữa là xong rồi nè. Chiếc beo này thì bạn mặc với đầm sơ mi hoặc là những cái phong áo dài dấu quần thì xinh xắn miễn bàn luôn á. Chúc các bạn thành công nha.
mà vừa rẻ nhất mọi thời đại luôn á. Hãy làm cái chiếc belt này với giá là một cái nút là 1.000, 6 cái là 6.000 đồng. Với lại cái sợi dây duy băng này là tầm khoảng 3.000 nữa là ôi trời, có 9.000 đồng thôi mọi người. Một cái chiếc belt chưa đến 10.000 đồng nữa mà đã xinh như thế này rồi đúng không? Có một điều phải biết là các bạn có thể đem tiền để mua ra những chiếc belt như thế này, cũng như là những chiếc chân váy có thiết kế tương tự. Nhưng không có một cái niềm hạnh phúc nào bằng khi mình sở hữu những món đồ do chính bàn tay của mình làm ra cả. Và Hà thực sự hạnh phúc mỗi lần mà Hà làm ra được một món đồ và Hà mặc lên người, mình cảm thấy tự hào vô cùng. Mình cảm thấy oh my god, đây chính là một cái thiết kế của riêng bản thân của mình, nó mang cái signature của Hà xứ mì. Và nhưng Hà cảm thấy vui khó tả lắm mọi người ạ. Và Hà cũng mong là mọi người khi mà làm ra được một món đồ, mọi người tự nhìn thấy cái món đồ của mình dù không đẹp lắm đâu, nhưng kiểu trời ơi mình làm hay sao, ủa mình cũng khéo tay chứ bộ. Hà hy vọng là các bạn sẽ vui và luôn luôn enjoy những clip Hà mang lại. Xin cảm ơn mọi người một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã click vào đây, đã ủng hộ Hà hết mình. Cho nên là bạn nào vẫn chưa nhấn nút đăng ký thì đăng ký đi, chưa nhấn cái chuông thì nhấn đi để cho chúng ta có một cơ hội gặp lại nhau trong những video thú vị hơn. Bây giờ thì Hà xin nói lời chào tạm biệt mọi người ở đây, hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên kênh của Hà Sumi nhé. Bye bye, love you.